Thời buổi kinh tế khó khăn quá, ngồi từ sáng mà chẳng thấy má nào đến xem bò ấy nhỉ. Covid cô veo đói ăn há cả mồm ra rồi mà không thấy cái ma nào đến xem bò ấy. Ui, ui ôi, thầy ơi thầy, con tìm thầy lâu lắm rồi thầy. Sao ơi con? Dạ. Sao con, thế? Con nhờ thầy bỏ cho con quẻ này, con tìm thầy lâu lắm rồi ạ. Quẻ gì? Mày cứ từ từ bình tĩnh, mày ngồi đây thầy xem nào. Con nằm gì có ghế con ngồi. Mình ngồi xuống đất đi. Không, con không thích ngồi xuống đất bẩn. À, thì mày ngồi xổm. Dạ. Thầy bỏ cho con dạo này Covid thất thu á. Cái tóc mày vén lên cho nó lịch sự này là mày cứ xê sự xóa xệ thế. Vừa đi tìm thầy tận mấy ngày liền ạ. Mấy ngày liền à? Vâng. Thế làm dạ, gì? Mày dạ. Có việc gì mà mày tìm thầy? Dạ, Covid khó khăn thế ạ. Con nhờ thầy bỏ cho con bao giờ con thành đạt được không thầy? Covid thất thu à? Vâng. Thế nhà mày có mấy cái công ty? Nhà con ạ. Không công ty nhà. Thế mày mỗi khi mày đi làm ăn thì con đi đứng đường. Đứng đường á? À? Thế á? Thế là thế bây giờ mày muốn hỏi cái gì đây? Con đây. Con hỏi bao giờ con thành đạt thế ạ? Bao giờ thành đạt à? Vâng. Sao tiền này nghe là bé nhỉ? Bé à thầy ạ? À? Ờ. Bé à thầy ạ? À? Ờ. Tiền hơi bé. Rồi, bây giờ con hỏi gì con hỏi đi. Con bao giờ con thành đạt thầy? Bờ. Bao giờ con thành đạt? Bao giờ thành đạt thế? Vâng. Bao giờ thành đạt thầy? Nhưng mọi khi là con hay đi đứng đường đúng không? Vâng. Bây giờ Covid thì bờ không đứng đường được nữa. Đang dịch Covid. Vâng. Con không có khách đúng không? Vâng. Đứng đường không có ai đúng không? Vâng. Bây giờ con muốn hỏi bao giờ thành đạt. Vâng. Mày nghe câu nói của anh Huấn Hoa Hồng chưa? Huấn là ai? Anh Huấn Hoa Hồng ấy. Là ai? Muốn làm, muốn ăn mà không muốn làm, chỉ có ăn cứt hiểu không? Ăn cái đầu con cúc cú cu ấy, nhớ chưa? Về mà làm đi. Ồ. Chứ mày đứng đường mãi bây giờ ai người ta ra người ta thuê à, ấy mày nữa. Về à thầy à? Vâng, về làm gì à thầy? Ra kia mà xúc cát. Xúc cát thầy. Thầy. À, thầy hôm nay đến xem bói thầy à? Không xem bói gì nữa, với con xem bói thầy rồi. À ừ, thế sao con? Sao? Với thầy bảo con đi xúc cát là có ăn thì mà con đi người ta bảo là không làm được có ăn thì người ta không cho xúc cát. Thế người ta không thuê à? Người ta không thuê nữa cái gì à? À thì chắc là dạo là Covid nhiều cho COVID nên là gì? Công việc gì nó cũng ế ẩm mà con. À, thế thôi bây giờ thầy này chỉ cho con một chỗ này không làm cũng có ăn. Chỗ nào thầy? Bây giờ nhá. Vâng. Con đi quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, rồi lại quẹo phải. Ra đấy nhá, trâu bò lợn gà ngan ngốc. Nó ỉa rất là nhiều cứt ngoài đấy. Được chưa? Thật ra đấy à? Không làm cũng có ăn luôn. Thật luôn thầy à? Thật mà. Con đi à? Đi đi. Nhanh lên. Con đi ơi. Nhanh.